Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn cách điều khiển bộ gập gương lên xuống kính, tự động xuống kính, tự động lên kính. Giờ mình thực hiện thao tác là tự động xuống kính này. Mở khóa, mở thì ngay lập tức các kính sẽ đi xuống. Bấm khóa, tự động kính đây. Ngoài ra có chức năng ngồi chạy trong xe. Mình thực hiện thao tác một trạng. Một chạm tại cửa lái thì vẫn giữ nguyên, một chạm tại cửa phụ. Một chạm. Ra khỏi xe. Bấm khóa tự động kính lên. Cương cục vào. Rất là tuyệt vời. Để liên hệ lắp đặt quý khách vui lòng truy cập vào website shopauto.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 0982096636. Xin cảm ơn.